Tiền. Dồn. Dồn tiền Chỉ vì tiền thôi à? Bộ phim Nhiệt huyết thương trường lấy bối cảnh là thế giới buôn bán xe hơi. Nhân vật Cha Jung-e vào vai một người bán xe cực kỳ thành công. Đến nỗi cô được mệnh danh là nữ thần Kim. Cô là một cô gái bề ngoài có thể trông thanh cao, nhưng thực ra bên trong lại ẩn chứa một nỗi đau thầm kín. Bộ phim này cho ta nhận ra một hình ảnh của những nhà buôn xe đầy thủ đoạn xấu xa, và bộ phim rất thật với cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt trong thế giới của những người bán xe. 30 tập bộ phim được phát sóng trên kênh HTV của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang từ ngày 1 tháng 12 năm 2013 vào 18 giờ 10 phút và phát lại vào 7 giờ sáng hôm sau. Mời quý khán giả đón xem.